Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Anh Đào ở Xuân Thái Thượng, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát đó chính là về 3D ngoại thất của công trình này ha. Có thể thấy đây là một công trình được thiết kế, đó chính là 2 tầng, thiết kế mái bằng hiện đại. Một mẫu nhà thiết kế phải nói là nhìn rất là khác biệt so với đa phần những công trình khác của Mark Home đúng không nào? Nhìn vào ta thấy một cái vẻ đẹp cá tính và có một sự độc đáo, có 102. Nhưng mà trước khi mà chúng ta quan sát kỹ hơn thì tôi xin dành phút đầu tiên để giới thiệu sơ lược lại về Mark Home nhé. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành trên nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Hiện tại Mark Home đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới đầu năm 2024, chúng tôi sẽ khai trương trụ sở Mark Home miền Trung và Mark Home Tây Nguyên nhé. Quý vị có thể theo dõi Mark Home trên rất là nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ là nếu quý vị có thể là thấy là chúng tôi rất là phát triển mạnh mẽ trên kênh YouTube đúng không nào? Kênh Mark Home và Nhà đẹp Mark Home với hơn 100.000 đăng ký và hơn 1 triệu lượt đăng ký. Còn nếu quý vị muốn theo dõi trên nền tảng khác có thể ghé vào đó chính là Facebook của chúng tôi, đó chính là fanpage là công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home, kênh TikTok Mark Home hoặc là website là markhomegroup.vn. Trên website này quý vị có thể ấn vào một nhận tư vấn làm nhà này, điền họ và tên, nhập số điện thoại vào, chọn hạng mục cần tư vấn, nhập mô tả nhu cầu quý vị ở đây, ấn vào yêu cầu tư vấn. Nhân viên của chúng tôi khi nhận được biểu mẫu này cũng sẽ chủ động liên hệ với quý vị. Và trên website này chúng tôi cũng sẽ giới thiệu qua về các vật liệu của công ty, rồi giới thiệu về công ty nè, trụ sở ha. Liên quan đến phong thủy, chúng tôi sẽ có các gói tư vấn phong thủy chuyên sâu, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy và thước lỗ ban. Hotline 0927748888, 0929245555. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về ngoại thất của công trình ngày hôm nay. Có thể thấy như tôi nói ngay từ đầu đó, đây là một công trình thiết kế làm mái bằng hiện đại nha quý vị. Và một cái kiểu thiết kế rất là khác biệt so với đa phần những thiết kế khác. Đầu tiên nếu mà chúng ta quan sát từ góc độ này, ta có thể thấy phần cổng và tường bao cũng được thiết kế. Quý vị thấy là một cái vẻ đẹp rất là cá tính đúng không nào? Không hề đụng hàng luôn. Cách phối màu thì sẽ đi những tông màu trung tính, ví dụ là tông màu trắng nè, màu ghi nè. Và ốp lát vật liệu thì khá là nhiều, có thể kể đến đó chính là những cái phần gạch ốp lát trang trí cũng có cái tông màu, đó chính là màu ghi luôn. Đây cũng là một cái việc thiết kế mà tôi nghĩ là không chỉ ở Việt Nam đâu, mà riêng cái kiểu thiết kế này thì nước ngoài họ rất là thích nha quý vị, đặc biệt là những cái nước phát triển. Người ta rất là ưa chuộng những cái kiểu nhà hiện đại cá tính như thế này. Phần cổng ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là thép hộp sơn tĩnh điện ha, cũng rất là phù hợp với thiết kế chung của công trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quan sát công trình chính. Có thể thấy là công trình này có một ưu điểm lớn nữa, đó là không gian mở. Nhờ vào đâu mà An nói điều này, đó là quý vị có thể quan sát rất là nhiều những cái vị trí. Ví dụ là ở đây nè, có những cái vách kính cố định đúng không nào, kéo dài từ tiết tầng 1 lên trên tầng 2 luôn. Những cái vách kính ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta tạo cảm giác là rất là thông thoáng, đặc biệt là nếu mà chúng ta sinh hoạt ở bên trong đó quý vị, thì nó sẽ lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên rất là dồi dào bên trong ngôi nhà. Việc thiết kế không gian mở như thế này đem cái xu hướng thiết kế cho ngày nay, đặc biệt là nếu công trình quý vị mà ở những cái vùng mà có thể là vùng đô thị một chút xíu, thì cái việc mà chúng ta cần lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên là rất là cần đúng không nào. Cho nên là khi mà thiết kế không gian mở thì nó sẽ giúp chúng ta lấy được cái điều này. Và kết hợp thêm đó chính là những cái dòng cửa nhôm hệ kính ha. Chúng tôi sẽ thiết kế gắn liền với những cái không gian mở như thế này luôn ha. Cửa nhôm hệ kính thì quý vị có thể lựa chọn nhiều dòng khác nhau. Ví dụ là nhôm Sinfa thì chúng ta có thể lựa chọn Sinfa Việt Nam, hoặc là Sinfa nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ, hoặc nhôm hệ Việt Pháp, nhôm hệ VMA vân vân, đúng không nào? Rất là nhiều dòng. Và với những cái dòng cửa đó quý vị, thì khi chúng ta lựa chọn cái nhôm kính, nó sẽ giúp chúng ta thứ nhất là lấy ánh sáng như tôi vừa nói rồi, thứ hai là nó cách âm và cách nhiệt rất là tốt nhờ vào hệ xoăn EPDM và cấu trúc thanh nhôm rỗng, chưa kể là sử dụng công nghệ ép góc cho nên rất là cứng cáp, không có bị là hư hại trong quá trình sử dụng, chúng ta cũng rất là yên tâm ha. Và với một công trình cá tính hiện đại như thế này thì không khó để nhận ra luôn, đó chính là cái phần lan can ở trên tầng 2. Chúng tôi cũng sẽ thiết kế đó chính là lan can kính cường lực nha quý vị. Bởi vì rõ ràng nếu mà ở đây mà chúng ta
Ngoài kính cường lực thì tôi nghĩ là chúng ta chỉ có thể làm là thép hộp thôi. Thép hộp thì cũng là những cái đường thẳng song song đơn giản. Chứ ở đây mà tự dưng chúng ta làm một con tiện bê tông hoặc là ta làm sắt nghệ thuật hay nào đó thì nó sẽ không phù hợp, đúng không nào? Nó bị quá cầu kỳ cho công trình thế này. Còn ở đây đặc biệt là em thấy là hợp lý nhất vẫn là đó chính là kính cường lực. Kính cường lực là cứng gấp 5-6 lần so với kính thường. So về độ cứng cáp và chắc chắn với những cái vật liệu khác thì nó cũng không hề thua kém ha. Chúng ta rất là yên tâm trong quá trình mà chúng ta có thể sử dụng như thế này. Và như tôi từng chia sẻ là trong trường hợp xấu nhất, nó có bị vỡ đi chăng nữa, nó cũng sẽ vỡ những hạt rất là li ti, không có gây chấn thương cho người sử dụng. Cho nên chúng ta cũng sẽ cảm giác yên tâm hơn. Đây là một công trình đặc biệt, cho nên quý vị thấy đó là ở ví dụ là đây đi, ở ngay khu vực là mặt tiền công trình thì cũng không xuất hiện quá nhiều chiếc cột, chỉ có ở vị trí này là sẽ có một cái chiếc cột ở đây. Cột thì nhìn thoát qua thì ta nghĩ là cột gỗ, đúng không em? Nhưng thật sự thì chúng tôi sẽ không sử dụng chất liệu là gỗ tự nhiên, mà chúng ta có thể làm thứ nhất là chúng ta có thể làm bằng bê tông, sau đó chúng ta sơn giả gỗ như thế này thì nó sẽ vừa đảm bảo cái độ chắc chắn cứng cáp mà nó vẫn mang đến cái giá trị thẩm mỹ cho công trình. Công trình này có điểm anh thích nữa đó là mảng xanh. Đây quý vị có thể thấy đây, những cái mảng xanh sẽ được cài cắm rất là khéo léo ha, từ mặt tiền cho đến mặt bên của công trình, ta tiếp ở phía sau luôn thì cũng đều có những cái vị trí mảng xanh như thế này, sẽ góp phần tăng thêm sinh khí cho công trình. Còn về màu sắc công trình thì như tôi nói ngay từ ban đầu ở phía bên ngoài luôn là công trình này chỉ đi hai tông thôi. Một là tông màu ghi, ví dụ là những mảng tường ở đây, chúng tôi sẽ sơn giả bê tông. Hay là những vị trí này thì chúng tôi sẽ ốp gạch ha, có tông màu ghi. Rồi những mảng tường ở đây thì chúng tôi sẽ sơn màu trắng nha quý vị. Còn bên dưới chân tường thì chúng tôi ốp đá bóc. Những cái vị trí này thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là 5 bậc. Nếu mà chúng ta xét là phong thủy sẽ tương ứng với ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và chúng tôi sẽ ốp ở đây chính là granite hay gọi là đá hoa cương. Đây là vật liệu phù hợp nhất cho những vị trí ngoài trời như thế này, bởi vì đảm bảo là cứng cáp nè, không có bị nứt nẻ, đúng không nào? Công trình này là một nhà thiết kế là mái bằng. Thì một cái mẫu nhà mái bằng như thế này nó cũng sẽ có một số những cái ưu điểm nha quý vị. Thứ nhất là nhờ vào thiết kế mái bằng nó không có che chắn ở bên trên, cho nên chúng ta cũng tiết kiệm được cái chi phí ta có thể là bỏ ra khi mà chúng ta lợp ngói, ví dụ là viền kèo hoặc là phần mái ngói, mái tôn v.v. Chúng ta không cần tính tới vấn đề đó, đúng không nào? Cho nên nó sẽ tiết kiệm hơn. Và thứ hai, nếu xét phòng cháy chữa cháy thì những công trình nhà mái bằng nó sẽ đảm bảo tốt nhất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mái bằng nó cũng sẽ đối diện một số vấn đề mà chúng ta cũng phải cân nhắc. Thứ nhất, cũng bởi vì không có sự che chắn cho nên là mưa, nắng sẽ tác động trực tiếp vào mái bằng của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tính toán cái biện pháp là thi công chống thấm cũng như là chống nóng cho nhà mái bằng. Thì có một số biện pháp, ví dụ ta thêm là lớp Sika, hoặc là quý vị có thể là chúng ta đặt thêm một cái phần mái tôn ở bên trên. Mái tôn này không phải là chúng ta gác vì kèo nha, mà chúng ta chỉ cần đặt nó có một độ dốc nhẹ để mà thoát nước mưa thôi. Khi mà ta đặt như thế nào đó thì ví dụ mưa nó tác động được vào mái tôn chứ nó không ảnh hưởng đến phần mái bằng của chúng ta. Và chưa kể là cái mái tôn đó ta chỉ có thể góc nhìn trên cao, nhìn xuống mới thấy. Còn ví dụ là phía trước thì cũng không thể nào mà thấy được, cho nên cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của công trình. Đây cũng là cái giải pháp mà quý vị có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình nhé. Và đây là tổng quan bên ngoài công trình. Bây giờ thì tôi sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà này. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 44 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết, ví dụ chi tiết vệ sinh, chi tiết thang, chi tiết máy kính, cửa đi, v.v. Tiếp theo, đây là mặt bằng định vị công trình ha. Đây là tổng quan công trình của nhà chị Đào. Công trình này thì quý vị thấy so khu đất nè, khu đất thì cũng khá lớn và công trình sẽ được thiết kế cũng là thuộc dạng là công trình góc đó quý vị, bởi vì nó sẽ tiếp giáp hai mặt đường luôn, đường nhựa ở đây và một cái phần đường ở phía bên này. Xét hoa tiêu chữ B sẽ công trình hướng lên bên trên, hướng ở bên trái, bên trên hướng bắc, bên trái sẽ là hướng tây, công trình sẽ nằm ở hướng đó chính là tây bắc. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát đó chính là hình ảnh thực tế công trình ha. Đây là hình ảnh mà đội ngũ nhân viên của Mark Home đến để mà ký kết hợp đồng với gia chủ. Còn đây sẽ là vị trí của khu đất công trình nha quý vị. Sau này công trình sẽ được xây dựng ở cái vị trí ở bên trong khu đất như thế này. Và hiện tại đó, thực tại thì đã có một cái công trình cũ ở đây rồi. Sau này nếu mà chúng ta xây dựng thì sẽ tháo dỡ công trình cũ đi và sẽ xây dựng mới. Với công trình này thì có một cái ưu điểm là cái khoảng sân đã có được trồng khá là nhiều cây xanh. Cho nên là sau này khi mà xây dựng mới xong thì tôi nghĩ là gia chủ vẫn nên giữ những cái cây này lại hoặc có thể trồng thêm để giúp tăng thêm mảng xanh, bởi công trình thiết kế là không gian mở mà, đúng không nào? Cho nên là khi mà có nhiều mảng xanh thì sẽ càng đẹp hơn.
Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đến đó chính là mặt bằng bát trạch phong thủy ha. Thì các hướng nè, quý vị thấy là Tây nè, Tây Nam sinh khí phúc lộc vẹn toàn, Tây Bắc thiên y tiên thời che chở, rồi Tây duyên niên mọi sự ổn định, Đông Bắc phụ vị sẽ giúp đỡ. Đây là những cái hướng tốt của gia chủ. Tiếp theo đây là mặt bằng bố trí nội thất ha. Chúng ta quan sát sẽ thấy được kích thước công trình. Thì chiều dài công trình này là 13,6m, chiều rộng công trình sẽ là 10m. Diện tích thiết kế tầng 1 là 112m2, tầng 2 sẽ là 82m2. Tôi sẽ cộng hai con số này lại với nhau, 112 cộng cho 82. Thì diện tích thiết kế cộng cả công trình là 194m2 nha quý vị. Tiếp theo ta sẽ quan sát về công năng. Thì tầng 1 tôi bố trí là phòng khách, phòng bếp ăn, một phòng ngủ và một khu vực nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng ta sẽ bố trí đó chính là phòng thờ, hai phòng ngủ ha, một khu vực phòng đọc sách và một khu vực của nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hình ảnh nội thất của công trình này. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi. Quý vị có thể thấy ở đây, gia chủ đã đặt đó chính là một bộ bàn ghế sofa rất là hoành tráng luôn, sẽ được bọc da cao cấp ha. Ở đây thì quý vị thấy cũng sẽ xen kẽ giữa tông màu là màu trắng kem và màu ghi. Đây cũng là hai tông màu mà ta đã thấy từ ngoại thất bên ngoài công trình rồi ha. Và được thiết kế quý vị thấy tạo độ phòng khá là đẹp. Ngay trung tâm thì sẽ là một chiếc bàn trà khá là to. Mặt bàn thì chúng tôi sẽ ốp là kính cường lực nha quý vị. Rồi ở trên trần cũng vậy, trần phòng này sẽ được thiết kế là trần kính. Đây cũng là một kiểu thiết kế anh thấy là cũng rất là sang trọng. Nó tạo cảm giác chúng ta giống như là nhân đôi được cái diện tích phòng lên đúng không nào. Tạo cảm giác là cái trần nó sẽ cao hơn và chúng ta ngồi sẽ cảm giác là sang trọng hơn khá là nhiều. Còn đối diện sẽ là khu vực kệ tivi. Kệ tivi ở đây sẽ được thiết kế quý vị thấy rất là đẹp luôn ha. Vách phía sau là PVC giả đá, PVC giả lam gỗ kèm theo đó là vị trí này. Nhìn thì ta tưởng lò sưởi đúng không nào, nhưng thật sự không phải đâu ạ, nó chỉ là mô phỏng thôi, nó là lò sưởi điện thôi ha, để mà mô phỏng và nó không phải là cái nhiệm vụ của nó là để mà nó sưởi ấm đâu, mà nó sẽ giúp trang trí cho căn nhà chúng ta đẹp hơn. Ở vị trí này thì sẽ là cái kệ nè, chúng tôi thiết kế cao kịch trần, chúng ta sẽ đặt những cái món đồ lưu niệm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với không gian tiếp theo, đó chính là không gian của phòng bếp ăn. Đầu tiên thì kệ tủ bếp đi, chúng tôi sẽ thiết kế ở đây nha quý vị. Kệ tủ bếp thì sẽ được thiết kế đó chính là hình chữ Y với chất liệu là gỗ MDF phủ melamin. Mặt bếp và tường bếp sẽ ốp đá granite có tông màu trắng vân mây. Ở phía ngoài xíu thì chúng ta sẽ đặt đó chính là vị trí của bàn đảo. Bàn đảo thì mặt bàn cũng là granite nhưng mà không phải là trắng nữa, là màu ghi. Còn cái khung thùng bên dưới thì sẽ là tông màu đen nha quý vị. Còn vị trí này sẽ là vị trí của bàn ăn. Bàn ăn thì mặt bàn và khung chân bên dưới thì cũng sẽ là gỗ ha, chất liệu gỗ tự nhiên cũng rất là đẹp. Xung quanh chúng tôi sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn được bọc da cao cấp. Ở trên trần thì cũng sẽ là cái trần là trần kính nha quý vị. Còn ở vị trí này sẽ là kệ tủ, sẽ được thiết kế cao kịch trần, kèm theo đó là phần cánh cũng sẽ là cánh kính, bên trong gắn thêm hệ thống đèn LED. Tiếp theo ta sẽ đến không gian cá nhân đầu tiên ngôi nhà ha, đó chính là phòng ngủ số 1. Đây là phòng ngủ được thiết kế tôi đánh giá là cũng rất là sang trọng, phù hợp với cái tinh thần của công trình này, vừa hiện đại vừa sang trọng ha. Chiếc giường chúng ta sẽ bọc vải nỉ và được thiết kế tạo độ phòng khói 3D, rất là đẹp. Cạnh bên là vị trí bàn trang điểm nè, táp đầu giường, tủ quần áo sẽ được thiết kế là cao kịch trần. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên tầng 2 công trình và đến không gian cung kính nhất, đó chính là phòng thờ ha. Bàn thờ thì ở đây là chất liệu gỗ tự nhiên, hai bên thì quý vị thấy đó, được làm cái vách cắt CNC khá là đẹp. Chi phí cắt CNC hiện tại là rơi vào tầm khoảng hơn 2 triệu cho 1m2. Bây giờ ta sẽ đến phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2. Phòng này thì cũng đẹp, không hề thua kém so với phòng ngủ đầu. Chiếc giường chúng tôi không bọc vải nỉ mà ở đây sẽ bọc da nha quý vị. Rồi cạnh bên là táp đầu giường nè. Táp đầu giường ở đây thì chúng tôi sẽ sơn trắng kèm theo viền inox mạ vàng titan. Chi phí tầm 2 cho đến 3 triệu tùy theo kích thước. Đối diện ở phía bên này sẽ là kệ tivi. Kệ tivi cũng được thiết kế là mặt ở trên này, chúng tôi cũng sẽ ốp đá có tông màu trắng vân mây. Và cuối cùng ta sẽ đến phòng ngủ số 3 của công trình. Phòng ngủ này thì chiếc giường chúng tôi cũng sẽ bọc vải nỉ toàn bộ ha. Vị trí này sẽ là bàn làm việc nè. Được thiết kế cái khung chân bên dưới sẽ là inox mạ vàng titan. Còn đối diện phía bên này sẽ là khu vực ở đây ta có thể đặt cái kệ tivi. Kèm theo đó là phần kệ tủ quần áo. Tủ quần áo sẽ được thiết kế là cao kịch trần. Và chúng tôi sẽ lắp là hệ thống cánh kính, kèm theo đó là đèn LED để hát sáng. Bây giờ ta sẽ tiếp tục quan sát đến đó chính là mặt đứng công trình này. Để xem công trình là cao bao nhiêu. Có sụp không định của mái là 6,9m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,6m, sàn tầng 2 đến sàn của mái là 3,3m nha quý vị.
Ngược lại, có số 0 số người lại sơn là 750mm, chia cho 5 bậc thì mỗi bậc sẽ là 150mm. Đây là cái độ cao phù hợp cho bước chân người Việt Nam của chúng ta đi lại rất là thoải mái nha quý vị. Bên dưới chúng ta sẽ có 5 cái ô hình chữ nhật, tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau, ví dụ tượng ốc gạch giả đá, sơn giả kim loại, sơn MH trắng vân vân. Tiếp theo ta xem đến đó chính là về mặt cắt của công trình này ha. Nhìn vào đây ta có thể thấy được đầu tiên lối cầu thang di chuyển ở giữa nhà nè. Một số những cái cửa sổ trong nhà. Thật sự là nhà này sử dụng cửa sổ rất là nhiều. Bởi vì như tôi nói, đây là căn nhà được thiết kế theo không gian mở mà. Cho nên là cửa sổ hay là những cái vách kính cố định sẽ được sử dụng rất là nhiều để mà có thể lấy ánh sáng vào bên trong. Rồi sàn có sắp máy thì chắc chắn rồi chúng tôi phải đổ là bê tông rồi đúng không nào? Bởi vì đây là nhà máy bằng mà. Và như tôi chia sẻ, chúng ta phải nghĩ thêm những cái biện pháp để mà thi công chống thấm cũng như là chống nóng. Bây giờ tôi xem tiếp đến đó chính là về hồ sơ kết cấu của công trình này ha, để xem là công trình này sử dụng loại móng gì. Nhìn vào mặt bằng ở đây có thể thấy luôn mặt bằng định vị cọc nè. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế là tổng cộng là có 29 vị trí cọc ha. Vì sao lại là móng cọc? Công trình này sử dụng móng cọc thì tôi nghĩ là có thể là vì tải trọng công trình cũng khá là lớn và có thể là địa chất, cho nên chúng ta phải sử dụng móng cọc nha quý vị. Với móng cọc đó quý vị thì nó sẽ cắm sâu, nó thuộc dạng móng sâu chứ không phải là móng nâu giống như là móng băng hay là móng bè. Cho nên là móng cọc thì chuyên trị cho những cái công trình mà người ta nói là phải là tải trọng lớn hoặc là đất yếu thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng là móng cọc. Móng cọc chia làm hai loại là móng cọc đài thấp hoặc móng cọc đài cao. Cuối cùng xem một số điện nước công trình ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ quan sát về cái phần nước đi. Chúng ta sẽ xem qua phần nước của công trình này ha. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy nè, mặt bằng cấp nước của tầng 1 này ha. Đây những cái đường cấp nước, đường cấp nước khu vực nè, có chữ B nè quý vị, vòi gạt gắn tường rào nè, rồi bơm tăng áp này ha, rồi BPRD25 cấp lên bộ inox, PRD40 cấp từ bộ inox xuống, PRD25 cấp từ thái dương năng. Đó, chúng ta sẽ có những cái đường để mà nó chảy cấp vào ở bên trong của nhà vệ sinh, phòng tắm hay là ở vị trí bếp cũng vậy ha. Thái dương năng sẽ là máy nước nóng năng lượng mặt trời, chuyển hóa là năng lượng mặt trời sang nhiệt năng để chúng ta có thể sử dụng máy nước nóng trong nhà của mình. Thì thái dương năng sẽ bây giờ thường người ta chia làm mấy loại nha quý vị, hay là ống dầu, ống chân không và tấm phẳng. Thì tùy theo khả năng tài chính và sở thích mà chúng ta có thể đầu tư một cái loại thái dương năng khác nhau. Và ở đây quý vị có thể thấy là tôi chia sẻ rất nhiều lần rồi, những cái đường liền đó chính là đường nước lạnh, còn đường nước hút sẽ là đường nước nóng. Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị, đó chính là một công trình nhà 2 tầng mái bằng hiện đại rất độc đáo có 102. Chắc chắn rằng nếu quý vị này yêu thích công trình cá tính có sự khác biệt thì sẽ yêu thích mẫu nhà này. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì đừng ngại liên hệ ngay với Mark Home ở số hotline 0964458888, 0828133333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.